Dán phim cách nhiệt kính hậu cho xe ô tô tại nhà. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Lê, nơi mà các bạn nhận được nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc và dùng đồ cho xe ô tô. Ngày hôm nay mình rất là vui khi gặp lại các bạn. Và video này mình sẽ chia sẻ với các bạn dán phim cách nhiệt kính hậu cho xe ô tô. Vâng ạ, một số bạn rất thích thú cái việc mà tự tay mình chuẩn bị và thi công cho chiếc xe yêu quý của mình một bộ phim cách nhiệt. Một số bạn thì muốn tìm hiểu quy trình dán phim cách nhiệt để trở thành một người thợ cách nhiệt, thì tôi tin chắc rằng video này là dành cho bạn. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa và hãy đăng ký kênh, bấm vào nút của chuông để nhận được những video tiếp theo. Các bạn có câu hỏi gì, hãy để lại comment vào phần bình luận ở bên dưới để chúng ta có thể trực tiếp tương tác được với nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Tiếp nối video hôm trước, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những bước và kỹ thuật để chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành một tấm phim cách nhiệt kính hậu cho xe ô tô của chúng ta. Ở đây với thiết kế xe ô tô, kính hậu và kính lái sẽ rộng hơn và nó có mặt cong hơn, khác biệt so với kính sườn. Và ở công đoạn thi công thì chúng ta sẽ cần thêm một số bước khác với kính sườn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem những bước thi công đó là những bước nào nhé. Đầu tiên, để chúng ta thi công được một bộ phim cách nhiệt đẹp, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để chúng ta dễ dàng trong quá trình thi công. Các bạn cần chuẩn bị cho mình đầu tiên là một chiếc máy sấy phim cách nhiệt, thứ hai là phim cách nhiệt, thứ ba là bàn gạt, thứ tư là bình nước, thứ năm là kéo và cuối cùng là khăn lau. Khi đã đầy đủ dụng cụ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thi công nào. Bước đầu tiên, bạn hãy đưa phim lên bề mặt kính, trải phẳng. Sau đó các bạn dùng kéo để chúng ta cắt phim cách nhiệt. Yêu cầu bước này các bạn hãy cắt thật chuẩn chính xác. Phim cách nhiệt của chúng ta đứt và dao của chúng ta không chạm đến mặt kính là được. Sang bước thứ hai, đó là bước sấy phim. Một số bạn thì hỏi rằng tại sao phải sấy phim cách nhiệt với cái bề mặt kính vừa cong vừa rộng. Cho nên nếu chúng ta cứ thế đưa cái phim cách nhiệt vào để dán thì sẽ không thể thi công được. Do vậy mà ở đây chúng ta cần phải làm form để cho phim cách nhiệt vừa sát với cái bề mặt kính. Các bạn dùng máy sấy phim. Thông thường nhiệt độ ở máy sấy phim nó sẽ dao động từ 450 độ đến 600 độ. Do vậy, khi đưa phim cách nhiệt để sấy, các bạn hãy đưa đều tay, máy sấy đều tay trên phim và đưa đều ra bốn góc. Tránh việc bị nhăn gãy. Khi các bạn làm lần lượt như vậy và sấy một tấm phim của các bạn không bị nhăn gãy là các bạn đã hoàn thành kỹ thuật rất là tuyệt vời rồi. Sang bước thứ ba, ở đây các bạn cần chỉnh lại form phim cách nhiệt một lần nữa. Tại sao chúng ta lại phải chỉnh lại form phim cách nhiệt? Vì thông thường chúng ta cắt phim cách nhiệt ở bề mặt ngoài kính. Tuy nhiên khi mà chúng ta dán vào trong kính hậu thì ở trong cái phần kính hậu đường cong bao giờ nó cũng có những cái răng. Và do đó nếu các bạn không chỉnh lại một lần thì khi vào phim cách nhiệt của các bạn sẽ bị thừa và không dán được. Ở bước này nếu phim cách nhiệt của các bạn đã sấy lên kính rồi, do đó để các bạn nhìn chính xác được thì nó sẽ hơi khó. Sẽ có một người thợ ở trong cầm đèn và soi chiếu theo cái bề mặt răng kính để chúng ta có thể dễ dàng quan sát phần ngoài chúng ta cắt cho chuẩn. Rồi, giờ thì đã xong cái khâu quan trọng nhất. Khi mà các bạn đã sấy phim xong và cắt lại form kính là gần như các bạn đã hoàn thành được 80% công việc rồi. Sang bước tiếp theo, ở đây các bạn hãy làm sạch bề mặt kính. Mình luôn luôn chia sẻ với các bạn rằng để dán được phim cách nhiệt đẹp thì các bạn cần phải làm vệ sinh sạch sẽ. Tất cả những cái vật bụi từ hạt cát thôi cần phải làm sạch. Nếu không sạch thì khi các bạn thi công một tấm phim cách nhiệt lên, chỉ cần một hạt cát thôi là các bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn. Do vậy mà ở công đoạn này các bạn hãy làm sạch cho mình 3 lần nước. Và lần cuối cùng các bạn hãy phun một lượt nước sạch lên. Sau đó tấm phim cách nhiệt các bạn hãy bóc ra. Ở lớp lót các bạn vứt đi, còn lớp phim cách nhiệt các bạn hãy phun một lượt nước. Và chúng ta di chuyển tấm phim cách nhiệt vào tấm kính hậu. Di chuyển làm sao cho tấm phim cách nhiệt của chúng ta cân. Và khi cân là chúng ta sẽ định hình được rồi. Các bạn hãy dùng bàn gạt và gạt hết nước ở bề mặt kính ra, từ giữa ra hai bên. Cứ lần lượt như vậy, các bạn đưa lần lượt làm sao chúng ta chỉ việc gạt một lần là xong. Ở cái lượt đầu tiên gạt, sau đó lượt tiếp theo thì các bạn cứ gối đầu lên lượt đầu tiên. Và cứ lần lượt như vậy là các bạn đã xong rồi.
Yêu cầu kỹ thuật ở tấm phim này phải phẳng phiu. Từ đây các bạn đã thi công được một tấm phim cách nhiệt cho kính hậu của xe ô tô rồi đúng không nào? Rất là dễ dàng, phải không? Và để chúng ta tóm tắt lại quy trình dán phim cách nhiệt kính hậu cho xe, việc đầu tiên là chúng ta cắt phim cách nhiệt. Việc thứ hai, chúng ta sấy phim cách nhiệt. Việc thứ ba là chúng ta sẽ cắt lại form phim cách nhiệt để khi chúng ta đưa phim cách nhiệt vào trong dán nó sẽ đạt kỹ thuật. Và việc thứ tư là chúng ta thi công phim cách nhiệt. Ở đây cái kính hậu này nó sẽ khác thường với kính sườn ở một chỗ công đoạn là các bạn phải sấy kính mà thôi. Vậy thôi là các bạn đã hoàn thành xong phim cách nhiệt cho kính hậu của xe ô tô rồi. Đúng không? Chúc các bạn thành công. Video này thấy có ý nghĩa, hãy giúp Lý Lê chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê ở bên dưới. Hãy nhấn vào nút của chuông để nhận được những video tiếp theo. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cách dán phim cách nhiệt cho kính lái của xe ô tô. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.